Trời đất ơi, nhìn mặt nhóc có dễ thương mọi người. Nó cắt tóc mà hai mắt nó ngủ lên ngủ xuống. Lúc này là đang khoảng tầm 2 giờ rưỡi và trời vẫn đang rất là nắng. Nhìn mắt nó ngủ mà gật lên gật xuống muốn té luôn, thấy thương chứ kìa. Mình cũng đang có con nhỏ, không có lớn như cậu nhóc này, nhưng mà mình thấy rất là dễ thương. Nhìn mặt này sao mình thấy cứ giống giống Bác Đoàn Ngọc Hải sao á. Mọi người biết Bác Đoàn Ngọc Hải không ạ? Mẹ cậu ấy dẫn rồi tới cắt tóc mà hai con mắt mở không có lên luôn, cứ nhíu lên nhíu xuống, buồn ngủ lắm rồi. Mà hỏi con có buồn ngủ không thì lúc nào cũng trả lời là không, con không có buồn ngủ. Dễ thương, đáng yêu lắm luôn á. Mặt phúng phính. Buổi trưa thì anh em tụi em á, ngày nào cũng khoảng từ 2 giờ cho tới 5 giờ chiều là có mặt tại công viên Bình Phú để cắt tóc cho mọi người. Cắt tóc ở đây thật sự đối với cá nhân tụi em á, là cắt tóc miễn phí. Tụi em không bao giờ dùng cái từ gọi là cắt tóc thiện nguyện hay cắt tóc từ thiện gì cả. Tại vì những bạn này đa phần là những bạn học viên, những bạn vẫn đang trong quá trình học tập, phải chịu khó rất là nhiều để mà ra đường, để mà cắt tóc, để mà rèn luyện tay nghề. Khi nào mà các bạn ấy tốt nghiệp, các bạn ấy làm thợ, các bạn ấy kiếm tiền rồi mà các bạn ấy bỏ 1-2 ngày công của các bạn ra để đi cắt tóc cho mọi người miễn phí á, thì có thể dùng cái từ cắt tóc từ thiện được. Còn anh em tụi tôi thì chỉ là thực hành thôi chứ không có từ thiện từ thét gì hết nha. Và những cái đầu của con bé này thì thật sự nó dễ cắt thôi, nhưng mà cái bạn học viên mới á, bạn còn yếu quá nên mình mượn cái tông đơn của bạn ấy để sửa lại cái mái tóc cho nhóc này. Nhìn cái mặt này mà không muốn cắn thì thôi á trời ạ. Mình thì thường thường ít ghi hình, ít quay lại những cái cảnh như thế này lắm, nhưng mà thấy con bé nó dễ thương quá nên mình muốn làm một cái video TikTok ngắn để mà kỷ niệm. Mọi người ủng hộ kênh giúp mình nhé. Và xem xong nếu mà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của kênh TikTok của mình nhé. À, và cả kênh YouTube luôn, video này mình đăng cả bên YouTube nữa mà. Trời ơi, đáng yêu quá đi thôi. Bye bye chú ạ, cái nào.